Dạ vâng, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Kawatt. Hôm nay anh em tiếp tục về được một cặp Omega vàng đúc nguyên khối 18K. Đấy, rất là đẹp để lên giao lưu cùng với anh em. Trước này cái cặp này em về thì là tình trạng cả hai chiếc đều còn rất là đẹp. Đồng hồ zin nguyên bản và đủ hết hộp sổ thẻ anh em nhé. Chúng ta sẽ có thẻ của hai chiếc, em để hai bên đây luôn. Đấy. Một chiếc thì có hai thẻ, một chiếc thì ba thẻ. Đấy. Hai chiếc này thì về tình trạng và về cái thiết kế thì gần như là tương đồng với nhau, giá thì đều cùng một cái mức giá, rất là hợp lý ở cái thời điểm hiện tại để cho anh em chơi một cặp Omega vàng đúc. Phải nói là rất là đáng chơi, rất là đẹp. Mỗi chiếc thì đều có một cái vẻ đẹp riêng và cái chất riêng của mình. Hai chiếc này đều có size là 41mm, nó sẽ phù hợp cho anh em một tay vừa hoặc tay hơi to một chút nhá. Đấy, thì size 41 này nó sẽ phù hợp cho anh em từ tay từ 16, tối thiểu 16 trở lên cho em. Đấy, ngoài ra thì em có về được một chiếc Ebel, một cái chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu Thụy Sĩ cũng khá là lớn. Đấy, chiếc này thực sự là lên tay nó rất là chất lượng và nó phải nói là nó mang một cái chất riêng. Đấy, một cái dáng vuông rất là đẹp. Em này thì rất là nặng vàng nha anh em. Chiếc này em cân được thì là hơn 3 cây vàng, hơn 3 cây 2 là cả dây. Đấy, còn trừ dây ra thì sẽ là rơi vào khoảng 3 cây, hơn 3 cây một chút xíu. Rất là nặng. Đấy, mà mức giá chiếc này bên em đang giao lưu cực kỳ là tốt này, chỉ với 132 triệu thôi. Đấy, 132 triệu. Nếu mà tính vàng 18 hiện tại thì vàng 18 hiện tại là 46 triệu một cây. Chiếc này trừ máy móc linh tinh ra em sẽ ước lượng còn khoảng 2 cây rưỡi vàng anh em nhé. Ước lượng ít nhất phải 2 cây rưỡi vàng. 2 cây rưỡi vàng mà nhân 46 triệu thì nó sẽ là 115 triệu. 115 triệu. Nếu mà đấy là anh em đi cần vàng, chưa tính máy móc hay thương hiệu. Ebel là một thương hiệu, cũng là thương hiệu tốt của Thụy Sĩ luôn rồi. Đấy, rất là chất lượng mà giá chỉ có hơn giá vàng một chút xíu thôi. Ok, quay trở lại với hai chiếc Omega này. Một cặp Omega vàng đúc 18K rất là đẹp, mặt trắng dễ đeo và size cũng là size khá là to nữa. Em sẽ zoom lên để anh em xem nó kỹ em này hơn. Chiếc này phải nói là có những cái thiết kế phải nói rất là đẹp. Đây, cả hai chiếc thì sẽ đều thuộc dòng The View nha anh em. Cả hai chiếc đều thuộc dòng The View và đều là vàng hồng đúc nguyên khối 18K, độ mới còn khá là cao. Độ mới sẽ rơi vào khoảng 96-97%. Đấy, một chiếc thì sẽ được thiết kế theo phong cách là hở sườn này. Còn chiếc này thì được làm đặc hết này. Đấy. Chiếc này thì chắc chắn là vàng nó sẽ nhiều hơn, nặng hơn một chút so với chiếc này. Tuy nhiên về ngoại hình thiết kế thì em lại đánh giá chiếc này nó có một thiết kế nó đẹp hơn, nó có điểm nhấn hơn. Đấy. Còn chiếc này thiết kế kiểu nó đơn giản, nó kiểu thiên về thanh lịch hơn. Đấy, mỗi chiếc này đều có một vẻ khác nhau. Kim cọc thì em vẫn là thích cái bộ kim cọc của chiếc này hơn. Nó kiểu nó làm form khá là giống với cái form mà hàm răng cá mập nha anh em, Omega răng cá mập ấy, kiểu thế. Đấy. Nếu mà anh em chơi những dòng vintage, dòng đời xưa rồi thì sẽ thấy là cái thiết kế này nó sẽ có hơi đôi chút nó âm hưởng cái những chiếc đồng hồ đấy. Còn chiếc này chúng ta sẽ có bộ kim cọc La Mã. Bộ cọc La Mã này, nói chung là bộ cọc La Mã này cũng rất là đẹp. Cả hai chiếc này đều chúng ta đều trang bị là của Mekarv 8005 anh em nhé. Đây, anh em nhìn kỹ lại một chút những cái mặt đai của em này, rất là đẹp. Đấy. Chiếc này cũng thế, mỗi chiếc thì đều có một cái vẻ đẹp riêng của em nó. Độ dài thì cả hai chiếc thì độ dài nó xấp xỉ khoảng 13mm nha anh em. Máy thì đều sử dụng chung của máy là 8501. Của máy cũng rất là chất lượng, máy đời mới của Omega. Khóa thì đều là khóa đôi hết. Khóa đôi vàng 18, khóa đôi 18.
Đằng sau chúng ta sẽ có đầy đủ hết chuyện vàng 18K này. Đấy. Riêng cái khóa này đã rơi vào khoảng 7 chỉ vàng rồi em nhé. Rất là nặng vàng. Đây, chiếc này cũng thế. Cũng sử dụng của máy Caribe 8501, không khác một cái gì cả. Và chỉ có khác một chút về ngoại hình thôi. Đấy, cả hai chiếc đều rất là đẹp. Dây thì cả hai chiếc thì bên em đều đã lên một bộ dây da cá sấu handmade loại xịn cho anh em, để anh em chỉ việc sử dụng thôi. Và dây thì là cũng là dây mới luôn nha anh em, dây làm mới luôn này, và dây loại xịn. Đây, cỗ máy này anh em có thể nhìn thấy này, rất là chất lượng. Máy 8.000 năm thì rất là đẹp rồi. Các con ốc thì chúng ta sẽ được nung xanh, cái cầu tóc và cái quả văng thì đều được làm bằng vàng miếng 18K luôn. Đấy, nguyên miếng nha anh em. Được đánh vân thì giải quạt rất là đẹp. Mặt sau chúng ta sẽ có đầy đủ hết các chuyện này. Đây là sari này. Mức chống nước của 100 m thì anh em sử dụng nước đôi gần như khá là thoải mái rồi. Logo Omega này. Chuyện áo 750. Ở bên này sẽ là cân tiểu ly và đầu chó Vecna. Chiếc này thì cũng tương tự như thế thôi. Chúng ta cũng có đầy đủ hết các cái chuyện để hiện để khẳng định đây là chiếc đồng hồ được làm từ vàng khối. Đây. Sorry. Logo này. Bên này là AU 750 này. Bên này là cân tiểu ly và đầu chó Việt Nam này. Cái hình đầu chó này nó rất là nhỏ mà thực sự hãng người ta chuyện rất là sắc nét nha. Đấy. Đây sẽ xâu qua cái hộp sổ thẻ cho anh em cùng xem. Đây là cái hộp gỗ như thường lệ nha anh em, hộp gỗ nhà Omega này. Hộp rất là đẹp. Đấy, ở dưới sẽ có các cái túi gấm để cho anh em đựng đồng hồ trường hợp mà anh em đi du lịch hoặc đi đâu xa. Còn đây là thẻ. Ba cái thẻ này là của chiếc này anh em nhé. Chúng ta sẽ có cái thẻ chronometer certificate, tức là cái thẻ chứng nhận đạt chuẩn chronometer của chiếc đồng hồ này. Tiếp theo nữa là thẻ pictogram, sẽ có một số cái thông tin cơ bản ở đây. Và cuối cùng sẽ là thẻ bảo hành toàn cầu. Chúng ta sẽ có mã sản phẩm, có series ở dưới. Ở đây là cái thông tin của cái store bán ra sản phẩm này. Đấy, đây là cái của chiếc này anh em nhé. Sari này. Sari anh em nhìn sẽ nhìn ở đây. 8207 9721. Đây em sẽ show luôn cho anh em cùng xem này. Sari nằm ở càng đây nha anh em. Đây. Zoom lên anh em mới nhìn thấy được. Chiếc này là của thẻ kia, sorry anh em nhé. Đây, chiếc này cơ. Đây, chữ khá là nhỏ. Cái này anh em phải nhìn thật kỹ mới nhìn rõ được. Đây, 8207 972 nha anh em. 8207 972. Còn số 1 đằng sau nữa anh em này. 8207 9721. Cũng khá là mờ tại vì cái này là vàng nữa. Nhìn thật rõ hoặc nhìn ở ngoài nhìn thấy dễ thấy hơn nha anh em. Đây. 8207 9721. Hãy còn cái còn chiếc này là của cái chiếc này là thẻ ở đây. Chúng ta sẽ có cái date là 2021 này. 8543 2770. 8543 2770 đây. Đấy.
Đấy, 85432770 anh em nhé. Ok. Nói chung cặp này thì em đang có một cái mức giá rất là hợp lý để cho anh em chơi và sưu tầm. Đấy, chiếc cả hai chiếc này thì đang có giá retail là trên 500 triệu. Nếu mà anh em mua new ở store. Đấy, thì em đang sẵn một cặp siêu lướt và full box. Tình trạng máy móc và linh kiện là zin nguyên bản 100%. Bên em về có đo kiểm lại thì là máy chạy chuẩn, không một vấn đề gì cả. Đấy, có máy đo anh em nhé. Anh em cần thì em sẽ đo trước khi anh em quyết định. Đấy, và bên em đang ra lưu với một cái deal phải nói thực sự là tốt ở cái thời điểm hiện tại, chỉ với 209 triệu thôi. Đấy, 209 triệu cho một chiếc anh em nhé. Cả cặp thì em đang có sẵn tại cửa hàng, anh em nếu mà ở gần có thể qua lên tay ướm thử. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.